Minh Phát mới chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa ngày 11 tháng 1 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, giá vàng trưa hôm nay ngày 11 tháng 1 năm 2021, khi giá vàng ở thị trường quốc tế giảm so với phiên chốt cuối tuần trước và giao dịch quanh mốc 1930 USD, thì ở trong nước đã có mức điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Cụ thể, cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều điều chỉnh tăng 50.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng lượng. Trong khi đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội điều chỉnh giảm 50.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 100.000 đồng lượng. Tại Phú Quý, điều chỉnh giá vàng SJC giảm 100.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Còn tại tập đoàn vàng bạc đá quý PNG chi nhánh tại miền Bắc và miền Nam cũng ghi nhận biến động giảm 50.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Hiện tại, giá trần mua vào của vàng miếng SJC là 55.350.000 đồng một lượng và giá trần bán ra ở ngưỡng là 55.950.000 đồng một lượng. Và tại thị trường quốc tế, vàng thế giới tiếp tục giảm thêm khoảng 20 USD một ounce vào sáng nay ngày 11 tháng 1 và hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 1.930 USD. Kim loại quý đã giảm khá sâu từ mức cao là 1.960 USD vào tuần trước và đang tìm về mốc là 1.800 USD một ounce. Các dữ liệu kinh tế công bố tuần trước cho thấy nền kinh tế lớn đang gặp khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 gây ra, thể hiện như là dữ liệu việc làm phi nông nghiệp đã giảm, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này cao tới 6,7%. Từ đó đã dẫn đến các dòng vốn chảy vào đồng USD, trái phiếu cũng như là chứng khoán làm cho các kênh này tăng điểm mạnh và vàng đã bị bán tháo trong những ngày vừa qua. Thế nhưng do vàng đã giảm khá mạnh khoảng gần 130 USD một ounce, nên khả năng bắt đáy trên thị trường sẽ xuất hiện. Đồng thời, những yếu tố căng thẳng về chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, Mỹ và Iran có thể sẽ giúp vàng tăng trở lại trong thời gian tới. Theo giới phân tích, thị trường vàng đang trải qua một giai đoạn chuyển dịch lớn đối với nhiều nhà đầu tư và họ đã bắt đầu từ bỏ kênh chốt an toàn này. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục cho chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ khi chương trình này được nhận từ nguồn tài chính mới từ dự luật chi tiêu của chính phủ được thông qua vào tháng trước. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao mới kể từ tháng 3 năm 2020 và duy trì trên mức 1%, giúp cho đồng USD khôi phục mạnh mẽ. Đồng USD đã mạnh lên làm cho vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Trong khi lợi suất trái phiếu tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của những người nắm giữ vàng. Đây là tài sản không sinh lời. Về dự báo giá vàng, ông Edward Moza, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda nhận định rằng thị trường đang xuất hiện nhiều yếu tố khiến cho giới giao dịch đa dạng hóa dòng đầu tư chứ không tập trung vào vàng. Thị trường đang lo ngại rằng lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF sẽ giảm xuống khi Tổng thống đắc cử là ông Joe Biden được kỳ vọng sẽ thành công hơn trong việc loại bỏ đại dịch Covid-19. Giám đốc giao dịch toàn cầu ông Peter Hung của sàn Kitco cho biết có hai chất xúc tác hiện đang khiến vàng bị bán tháo, đó là lợi suất trái phiếu tăng và nền kinh tế đang gặp khó khăn. Điều này đang gây ra tình trạng thanh lý tài sản và chuyển sang tiền mặt. Các bạn thân mến, tại phiên buổi trưa hôm nay ngày 11 tháng 1 năm 2021, hiện giá vàng thế giới đang giao dịch tại ngưỡng 1.930 USD một ounce. Trong phiên buổi sáng hôm nay, vàng thế giới đã giảm khoảng 18 USD. Như vậy, trong phiên buổi sáng, vàng thế giới đã giao dịch thấp nhất ở ngưỡng là 1.817 USD và cao nhất là 1.856 USD một ounce. Về chỉ số đô la Mỹ đã tăng 0,346 điểm với tỷ lệ là 0,38% và hiện đang đứng tại ngưỡng 90,445 điểm. Giá dầu thô thế giới vẫn đang đứng ở ngưỡng cao và hiện đang đứng ở chiều mua là 51,87 đô la Mỹ một thùng và ở chiều bán là 51,75 đô la Mỹ. Tiếp theo, mời các bạn cùng Minh Phát cập nhật giá vàng trong nước tại phiên buổi trưa ngày hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.350.000 đồng một lượng, bán ra 55.950.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.350.000 đồng một lượng,
bán ra 55.970.000 đồng một lượng, cũng tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.250.000 đồng một lượng, bán ra 55.950.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và 100.000 đồng một lượng chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.250.000 đồng một lượng, bán ra 55.900.000 đồng một lượng, cũng giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 100.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji khoảng 700.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 55.950.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 55.950.000 đồng một lượng, cũng giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán và chiều mua giữ nguyên. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 650.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 55.250.000 đồng một lượng, bán ra 55.850.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại Mỹ Hồng, SJC mua vào 55.450.000 đồng một lượng, bán ra 55.850.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng chiều mua và 80.000 đồng một lượng chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.350.000 đồng một lượng, bán ra 56.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 55.700.000 đồng một lượng, giảm 450.000 đồng một lượng chiều mua và 500.000 đồng một lượng chiều bán. Tại ngân hàng ACB mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 55.800.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng Sacombank mua vào 54.380.000 đồng một lượng, bán ra 54.580.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 55.800.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và giảm 200.000 đồng một lượng chiều bán. Tại ngân hàng Manitibank mua vào 54.600.000 đồng một lượng, bán ra 55.900.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 55.250.000 đồng một lượng, bán ra 55.900.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và 100.000 đồng một lượng chiều bán. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Theo đó, ở chiều mua điều chỉnh tăng 50.000 đồng một lượng và chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng mua vào 55.350.000 đồng một lượng, bán ra 55.970.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 55.350.000 đồng một lượng, bán ra 55.970.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 55.350.000 đồng một lượng, bán ra 55.970.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 55.330.000 đồng một lượng, bán ra 55.970.000 đồng một lượng. Tại Huế mua vào 55.320.000 đồng một lượng, bán ra 55.980.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 55.350.000 đồng một lượng, bán ra 55.950.000 đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 55.350.000 đồng một lượng, bán ra 55.950.000 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 55.350.000 đồng một lượng, bán ra 55.950.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 55.370.000 đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Giá vàng bốt số 9, vàng nữ trang SJC. Nhận bốt số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54.300.000 đồng một lượng, bán ra 54.900.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang bốt số 9 mua vào 53.900.000 đồng một lượng, bán ra 54.700.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng chiều mua và 100.000 đồng một lượng chiều bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 53.158.000 đồng một lượng, bán ra 54.158.000 đồng một lượng, giảm 99.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 39.179.000 đồng một lượng, bán ra 41.179.000 đồng một lượng, giảm 75.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 30.043.000 đồng một lượng, bán ra 32.043.000 đồng một lượng, giảm 59.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20.962.000 đồng một lượng, bán ra 22.962.000 đồng một lượng, giảm 42.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán.
Phần cuối bản tin, mời các bạn cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.950 đồng, tăng 10 đồng, bán ra 23.160 đồng, tăng 10 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 17.361 đồng, giảm 110 đồng, bán ra 18.079 đồng, giảm 123 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.671 đồng, giảm 53 đồng, bán ra 18.401 đồng, giảm 63 đồng. Đồng Yên Nhật mua vào 214 đồng, bán ra 225 đồng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Đồng Euro mua vào 27.409 đồng, giảm 113 đồng, bán ra 28.794 đồng, giảm 131 đồng. Đồng Franc Thụy Sĩ mua vào 25.349 đồng, giảm 21 đồng, bán ra 26.396 đồng, giảm 33 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 30.413 đồng, giảm 117 đồng, bán ra 31.670 đồng, giảm 136 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.492 đồng, giảm 3 đồng, bán ra 3.636 đồng, giảm 4 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.937 đồng, giảm 34 đồng, bán ra 17.636 đồng, giảm 43 đồng. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn buổi chiều có thật nhiều niềm vui. Nếu như các bạn yêu kim loại quý và cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn nhớ hãy nhấn giúp mình Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.